Thưa quý vị, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique Philippe Jacinto Nyusi và Phu Nhân thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm của Tổng thống Mozambique tiếp tục khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước luôn được lãnh đạo nhân dân hai bên quan tâm, gìn giữ và phát triển. Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Philippe Jacinto Nyusi và Phu Nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Mozambique thăm chính thức Việt Nam tiến vào Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân nồng nhiệt chào đón. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Philippe Jacinto Nyusi kể từ khi ông lên nắm quyền từ năm 2015. Chuyến thăm giúp lãnh đạo hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời đưa quan hệ song phương phát triển một cách thực chất và có chiều sâu. Việt Nam và Mozambique có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Hai nước thiết lập quan hệ vào ngày 25 tháng 6 năm 1975, vào đúng ngày Mozambique tuyên bố độc lập. Trong lịch sử, hai nước đã ủng hộ nhau trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Những năm qua, quan hệ chính trị, ngoại giao truyền thống, hữu nghị được phát triển tốt đẹp, thể hiện qua nhiều chuyến thăm cấp cao, trao đổi đoàn các cấp của lãnh đạo hai bên. Hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư là điểm nổi bật trong quan hệ hai nước. Hai nước đã ký hiệp định thương mại vào năm 2013 với mong muốn thiết lập các mối quan hệ hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau và mở rộng hợp tác giữa hai nước, đồng thời quyết tâm củng cố, tăng cường và đa dạng hóa quan hệ thương mại song phương. Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt 546,4 triệu đô la Mỹ. Việt Nam và Mozambique đang tiếp tục củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lên tầm cao mới, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Chiều ngày hôm qua mùng 8 tháng 9 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow, Nga. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân Nga. Là một trong 36 tượng đài đặt ở nước ngoài, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Liên bang Nga được khánh thành ngày 18 tháng 5 năm 1990 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người. Đây là một trong những công trình quy mô nhất và ấn tượng nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nước Nga, là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn cũng đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh bên bức tường Điện Kremlin, nơi tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Ngày 8 tháng 5 năm 1967, ngọn lửa vĩnh cửu đã được thắp sáng lên trên mộ nhằm tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã ngã xuống. Ngọn lửa vĩnh cửu chưa bao giờ tắt trong suốt gần 57 năm qua, trở thành trung tâm truyền thống mang ý nghĩa quan trọng không chỉ của riêng thành phố Moscow mà của cả đất nước xứ sở Bạch Dương. Cũng trong chiều tối qua tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam thủ đô Moscow, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới cán bộ nhân viên Đại sứ quán và toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga lời thăm hỏi thân tình và những tình cảm ấm áp từ quê nhà. Chủ tịch Quốc hội khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, là nguồn lực của cộng đồng dân tộc và nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 12 ngày 12 tháng 8 năm 2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm tình cảm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện để kiều bào về nước đầu tư sản xuất, kinh doanh, xây dựng quê hương đất nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật sở tại, đóng góp cho sự phát triển của đất nước Nga cũng như quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí lực cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước Việt Nam. Sáng nay, cầu Phong Châu Phú Thọ bất ngờ sập xuống một đoạn dài. Theo một số người dân, thì thời điểm cầu sập, trên cầu có một số phương tiện đang di chuyển. Cầu Phong Châu là một cây cầu bắc qua sông Hồng trên tuyến quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ. Cầu kết nối xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. Lực lượng chức năng đang huy động tối đa tìm kiếm các nạn nhân. Truyền hình Nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới quý vị khán giả trong các bản tin tiếp theo.
Sáng nay, trước tình hình thiên tai nghiêm trọng, tỉnh Lào Cai đã công bố tình huống khẩn cấp để ứng phó với lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn khiến lũ sông Hồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai dâng cao, vượt ngưỡng báo động 3. Tính đến sáng ngày 9 tháng 9, đã có 6 người tử vong, 2 mất tích và 10 người bị thương. Hơn 50 nhà dân bị thiệt hại, 248 hectare nông nghiệp bị ảnh hưởng và nhiều tuyến đường bị sạt lở, ước thiệt hại sơ bộ gần 10 tỷ đồng. Tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương theo dõi thời tiết để có biện pháp ứng phó hiệu quả. Hôm nay, Hồ Thủy Điện Tuyên Quang đã mở cửa xả đáy số 4 và số 5 để ứng phó với mưa lũ sau bão số 3. Hồ Thủy Điện Tuyên Quang ghi nhận mực nước thượng lưu ở cao trình gần 118 mét với lưu lượng nước vào hồ đạt hơn 6.300 mét khối một giây. Chính quyền địa phương cảnh báo nước sông suối dâng cao ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng hạ du và tăng cường kiểm tra an toàn tại các công trình, đường yếu và khu vực dễ bị ngập. Theo ghi nhận tại trạm thủy văn Ấm Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, mực nước trên sông Thao hiện đã lên tới 26 mét và dự kiến mực nước sẽ tiếp tục tăng lên trong những giờ tới. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh báo động 3 cho các huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ. Các địa phương cần triển khai lực lượng, vật tư, phương tiện theo quy định, tăng cường tuần tra, phát hiện sự cố của đê kè, cống, trạm bơm và thực hiện vận hành cống, trạm bơm ven sông đúng quy trình để bảo đảm an toàn. Tại Thái Nguyên, tối 8 tháng 9 và sáng ngày 9 tháng 9, mực nước sông Cầu tại trạm thủy văn Gia Bảy đã vượt mức báo động cấp 3 80cm và vẫn đang tăng. Hàng trăm hộ dân ở các phường Đồng Bẩm, Quang Vinh và Túc Duyên đã bị ngập sâu và phải di rời khẩn cấp. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ di rời khoảng 50 hộ dân khỏi chung cư Tiến Bộ. Các điểm ngập sâu đã được cắm biển cảnh báo cấm lưu thông qua cầu Gia Bảy, Bến Tượng và Bến Oánh. Hiện nay nước vẫn đang dâng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu vực. Mưa dai dẳng đã gây sạt lở nghiêm trọng ở một số tuyến đường miền núi tỉnh Thanh Hóa, ảnh hưởng đến giao thông, đặc biệt tại các huyện Mường Lát và Bá Thước. Hàng trăm hộ dân sống ở khu vực nguy cơ đã được sơ tán đến vị trí an toàn. Tại huyện Mường Lát, quốc lộ 15C qua bản Na Tao bị sạt lở nghiêm trọng. Các ngành chức năng đang di chuyển hơn 230 hộ dân với gần 1.200 nhân khẩu. Tại huyện Bá Thước, 15 điểm giao thông bị chia cắt cục bộ. Tất cả các đồn biên phòng đang ứng trực 100% quân số để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Thưa quý vị, tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, mực nước sông Bứa đang dâng cao rất nhanh và làm ngập nhà dân ở ven sông. Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã triển khai lực lượng ứng phó di chuyển các hộ dân ở khu vực sung hiếu đến nơi an toàn. Theo yêu cầu của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, 28 hộ dân sinh sống tại các vị trí có nguy cơ ngập lụt đã được lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên và bà con hàng xóm hỗ trợ di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Căn cứ vào cái mức nước sông Bứa xã Tiền Lễ lên rất là nhanh, cho nên chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ các lực lượng công an, quân sự, rồi cán bộ xã, rồi nhân dân khẩn trương di rời những cái tài sản của nhân dân, rồi tính mạng con người của nhân dân như người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Hiện tại mức nước sông Bứa tiếp tục dâng nhanh vượt mức báo động 3. Tại khu vực cầu Tề Lễ, mực nước đã trên 28 mét. Do đó, ba xã ven sông Bứa là Tề Lễ, Quang Húc và xã Lam Sơn bị ngập úng nghiêm trọng. Huyện Tam Nông đã tập trung nhân lực và phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Tăng cường lực lượng, phương tiện, vật tư và huyện cũng đã chỉ đạo các xã liên quan như xã Tề Lễ, xã Quang Húc và xã Lam Sơn rà soát tất cả những cái hộ dân mà khu vực trũng thấp để di chuyển tài sản và người khi có sự cố xảy ra. Tại Phú Thọ đến nay đã ghi nhận 2 người bị thương, hàng trăm hộ dân tại các huyện miền núi phải di rời do sạt lở và ngập úng. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra tình hình phòng chống lụt bão tại cơ sở, tiếp tục duy trì lực lượng phòng chống lụt bão để cao cảnh giác, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão gây ra. Như truyền hình Nhân dân đã đưa tin, trên địa bàn tỉnh Lào Cai những ngày qua có mưa to trên diện rộng. Ngay trong đêm ngày 8 tháng 9, lực lượng công an, quân đội phối hợp với các đơn vị chính quyền địa phương tại Lào Cai đã di rời sơ tán khẩn cấp hàng nghìn người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Hai mươi ba giờ đêm ngày 8 tháng 9 tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, mặc dù nước tràn lênh láng khắp mặt đường, nhưng những hộ dân còn nằm trong khu vực nguy hiểm vẫn được các lực lượng chức năng vận động và hỗ trợ di chuyển đến nơi ở tập trung. Đã tuyên truyền sâu rộng đến các bà con, đặc biệt là các cái bà con có nằm ở các cái khu vực mà có khả năng sạt lở cao, di chuyển
ra một vị trí an toàn. Còn tại thôn Hòa Sử Pán, xã Mường Hoa, nơi vừa xảy ra trận sạt lở khiến 5 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương, hơn 150 người dân trong thôn cũng đã được di chuyển đến ở tại các trường học trong xã. Các địa phương khác cũng tích cực di chuyển người dân đến nơi an toàn. Những chốt chặn cũng được lập tại tất cả các điểm tiềm ẩn nguy cơ thiên tai, đặc biệt là sạt lở, lũ ống, lũ quét. Chia làm các nhánh để hướng dẫn bà con nhân dân là những đường nào mà có lũ ấy, thì mình không nên đi qua, nên đi tránh đi đường khác. Cũng thông báo cho bà con là ít đi lại cái tuyến đường có nguy cơ sạt lở và nguy hiểm nước lũ. Chúng tôi kiên quyết là tất cả các hộ dân là không được ở khu vực ven suối. Nếu hộ dân nào không chấp hành thì thị xã cưỡng chế di chuyển đến nơi an toàn. Và đánh giá chung thì tình hình thực hiện cái việc mà đảm bảo an toàn cho người dân ở khu vực ven suối là chúng tôi đã thực hiện một cách hết sức là triệt để. Tất cả những cái hộ dân nếu không có việc gì quan trọng thì không ra đường. Thế còn lại là các lực lượng phải túc trực 100% quân số. Tại Lào Cai, mưa lũ đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Ngay trong đêm 8 tháng 9 và sáng ngày 9 tháng 9 tại nhiều địa phương tiếp tục có mưa to. Nước lũ tại các sông suối dâng cao gây ngập úng nhiều khu dân cư. Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ cùng với người dân trắng đêm di chuyển đến tránh trú ở những khu vực an toàn. Hải Phòng là địa phương ảnh hưởng trực tiếp của bão Yagi và ngay sau khi bão đi qua, thành phố đang nỗ lực khôi phục hoạt động của huyện Cát Hải. Sau khi bão đi qua, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã khẩn trương khắc phục hậu quả. Nhiều nhà dân bị tốc mái, giao thông tê liệt và đảo mất điện, nước. Huyện đã huy động lực lượng quân sự, công an hỗ trợ nhân dân. Trước đó, huyện Cát Hải đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão, huy động sự ủng hộ của cộng đồng. Hiện tại, huyện cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại và khắc phục sự cố về điện, viễn thông, giao thông và môi trường. Tối ngày 8 tháng 9, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đơn vị này sẽ hỗ trợ miễn phí việc vận chuyển các tình nguyện viên, hàng hóa ra các tỉnh thành bị thiệt hại để khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ hỗ trợ vé tàu khứ hồi miễn phí cho các tình nguyện viên từ Thừa Thiên Huế ra các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 3. Trước mắt, 100 tình nguyện viên đầu tiên sẽ đi tàu SE4 xuất phát từ ga Huế ra ga Hà Nội lúc 15 giờ 32 phút vào chiều ngày 9 tháng 9. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng sẽ đón đoàn và phục vụ chu đáo nhằm bảo đảm công tác cứu trợ, khắc phục sau bão nhanh nhất. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ quan địa phương bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3, các tổ chức đơn vị đoàn thể nếu liên hệ với tổng công ty xin được hỗ trợ vé đi lại, vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến các tỉnh, thành phố đang phải chịu thiệt hại do bão số 3 tàn phá sẽ được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giải quyết nhanh nhất có thể nhằm chung tay chia sẻ khó khăn và khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Ghi nhận về tình hình nguồn cung thị trường hàng hóa trong sáng ngày 8 tháng 9 tại một số chợ thưa vắng người mua, bán, giá nhích lên so với ngày thường. Hàng hóa liên tục được bổ sung sau siêu thị dù việc vận chuyển còn nhiều khó khăn do tuyến đường ách tắc bởi cây xanh gãy đổ. Sáng 8 tháng 9, tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, cây cối hai bên đường đổ la liệt, chắn hết lối đi. Đường xá đi lại khó khăn cũng khiến cho nhiều tiểu thương từ các khu vực lân cận như Hoài Đức, Đông Anh, Sóc Sơn cũng như các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên không thể mang hàng đến chợ nội thành. Hàng hóa tại chợ ít, một phần do dự đoán của các tiểu thương về sức cầu giảm bởi trước đó người dân đã mua thêm thực phẩm phòng bão. Phần khác do người dân đang tập trung dọn dẹp nhà cửa, khắc phục sự cố mưa bão, giá cả cũng có phần tăng nhẹ. Còn tại các siêu thị cũng đã liên tục bổ sung thực phẩm vào quầy kệ. Tôi cũng mua được một ít, dùng đến bây giờ hết thì lại đi mua. Cũng đầy đủ rồi, tất cả các thứ đều đầy hết cả đây rồi, mua thoải mái. Sau khi bão này thì có những cái thức ăn cũng vẫn thiếu, thì là mọi người vẫn đi ra mua và siêu thị vẫn bán bình thường. Đồ ăn vẫn nhiều, vẫn đầy đủ thoải mái để mua, rau cỏ vẫn có này, các đồ đông lạnh này, rồi đồ tươi này, vẫn đầy đủ hết. Theo Bộ Công Thương, trong ngày 8 tháng 9 năm 2024, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa tiếp tục mở. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường sẽ trở lại bình thường, giá cả tại các chợ dân sinh sẽ tăng nhẹ. Các mặt hàng được tiêu thụ mới nhiều vẫn chủ yếu là thực phẩm và mặt hàng thiết yếu. Theo thông tin từ Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, mới đây đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Kon Tum, triệt phá đường dây mua bán người để bóc lột sức lao động từ tỉnh Kon Tum đi tỉnh Bình Định và Phú Yên.
Từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, lực lượng đấu tranh chuyên án đã kiểm tra 6 địa điểm tại các quán karaoke và nhà trọ tại Bình Định và Phú Yên. Sàng lọc, xác định có nhiều công dân nữ dưới 16 tuổi, quê ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum bị ép buộc lao động. Lực lượng đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và 3 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tổ chức hoạt động mại dâm. Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bàn giao hồ sơ, đối tượng cho cơ quan công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật. Các nạn nhân cũng đã được bàn giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định để bảo vệ, hỗ trợ về với gia đình và cộng đồng. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may, da giày chiếm tỷ lệ cao trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, nhưng giá trị đóng góp của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn hạn chế. Việc phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu có thể gây ảnh hưởng lớn tới tình hình phát triển chung của dệt may, da giày thời gian tới, khi nhiều quốc gia hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không. Hiện ngành dệt may đang phải đối mặt với thách thức từ sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia ASEAN khác. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương vừa đưa ra đề xuất về việc xây dựng một trung tâm sản xuất, lưu trữ và kinh doanh nguyên liệu thô dành cho ngành công nghiệp dệt may và giày dép. Trung tâm không chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế. Nếu như mà có một cái trung tâm về nguyên phụ liệu cho ngành dệt may thì rất là tuyệt vời. Vì là các doanh nghiệp Việt Nam mình sẽ chủ động hơn về nguồn vật tư, nó tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí vận chuyển và từ đó thì sẽ mình có thể giảm được các chi phí đầu vào và mình có lợi thế cạnh tranh về đơn giá hơn và nhận được các nhiều những cái đơn hàng tốt hơn từ các nước chuyển sang Việt Nam. Trung tâm này sẽ giải quyết được vấn đề là chúng ta sẽ có được đa dạng hóa các cái chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, đa dạng hóa được cái công nghệ cũng như là toàn bộ các cái vật tư để phục vụ cho việc sản xuất. Và khi trung tâm này được thành lập thì chúng ta không những chỉ phục vụ cho các cái chuỗi cung ứng lớn của Việt Nam mà chúng ta còn có thể giúp cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là những cái đội ngũ lực lượng trẻ mới bước chân tham gia vào thị trường thời trang, họ sẽ có nơi để tiếp cận với các nguồn cung ứng, tiếp cận với nguyên vật liệu. Trong 6 tháng năm 2024, dù vẫn chịu ảnh hưởng lớn của suy giảm kinh tế toàn cầu, tổng kim ngạch xuất khẩu hai ngành dệt may, da giày vẫn đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 16% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thời gian tới, việc thành lập trung tâm nguyên phụ liệu được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam kiểm soát tốt hơn nguồn nguyên liệu sản xuất,